trời ơi, trời quay bên con đi mình coi. Đứng lên. Đứng lên coi nè. Cho anh liền nè trời. Đó, cho cháu bé mà lâu nay chị đâu biết hả? Không nè. Nhưng mà nó cái gì cho nó chứ. Hồi nãy giới thiệu Yumi là vợ cả nhà thì mới dắt vợ qua cả nhà rồi anh trai nè. Bên đây 4 người. Nè ở đây đẻ không được không má. Xin lỗi bà. Ở đây chỉ đẻ ra mấy cà mấy suốt qua cho mẹ chồng tôi có tiền thôi. Còn đẻ con đẻ cái thì tính sao đúng không mẹ? Bỏ gàm không học sự. Mà có cái chồng ở lâu rồi đúng không mẹ? Ủa bà nghĩ bà nói vậy là mẹ chồng thường đâu có đâu. Nè coi, tai nạn tới rồi nè. Trời ơi, trời. Trời ơi. Bây giờ ăn đi rồi tính tiếp nè. Mà nghĩ vậy là hay đó. Bây giờ là bữa nay là không có nói gì nữa, bây giờ quyết định đi. Một là đẻ mấy cài mấy suốt ra tiền. Hai là lấy bèo. Không đẻ được này là con rồi là anh với chị đã có luôn rồi đúng rồi nhưng mà anh này đợi trước còn em đợi sau thấy chưa cái này tôi sẽ lên mẹ chồng nàng dâu luôn rồi mới biết đây thôi tôi lên chương trình thấy con mẹ chồng nàng dâu luôn má thương con tại nó mới biết đây rồi vậy hoài má lên nhà má nấu cơm cho con với Quy ăn hoài mà tự đặt má mẹ chồng tôi bỏ rồi má tôi dắt mẹ chồng tôi đi chơi hoài tôi biết tôi dắt mẹ chồng tôi đi shopping đi chơi hoài tôi biết không có đó má mẹ chồng tôi nói là cũng như là dụ dỗ một chút dụ dỗ nó qua là chấp nhận bà thôi à, y như là mũi viêm tình yêu không có lỗi lời ớ tính mèo vậy đó ai cho tính tiền vậy cũng có khác má nếu mà suy nghĩ về bốn cái khác đi mà trả treo hoài vậy đó thôi đừng nghĩ mà đẻ được mà làm má tôi nghe làm má của con tôi được rồi cho hay trước à trời ơi bà đợi xíu đi tôi thử bà sao tôi gấp tương nó đi nói chứ ăn cay không được đừng bỏ ớt nhiều nha gấp hồng luôn đi má gấp xong mới nói đi biết mày sợ múc hai muỗng rồi đó hại á hỏi tôi ớt hả thôi nghệ để luôn không, đi ông ta đó nhưng mà đừng có bỏ cái sa tế á sa tế cay không có cay không có lấy cái cho má có lấy cái để luôn bây giờ chảnh điệu là không lấy được không lấy khác mình được mũi tiêu nữa mẹ chọc tức tôi hoài luôn thì cũng chán mọi người hết đều nhà nào mày để chơi học sao ông nội của anh của chị hả mà nội gái chạy xin cơm á con gái chạy bên nơi bà nội con mặc đầm mà chạy sao mà ông chạy luôn mặc đầm vậy mà chạy sao nói cho nghe đi hả ông chạy luôn vui vẻ nha ôm vô. Hello. Mẹ đâu? Mày muốn gì mày bước ra, mày biết tao sợ mày hả? Mày bước ra đây, bước ra. Mày biết không? Bước ra nè. Anh ơi cho thấy mặt đi mình. Ôi đàn bà má ơi. Tui kìa cho mời má. Mày bước ra. Mày bước ra mày giỡn bước ra. Trời ơi mày đưa mặt mày vô đây. Thôi nó không có nói chuyện nó đập tiếng heo kêu mọi người. Nói gì kìa. Nó làm chết rồi. Để lo nói chuyện rồi, Du Minh tự tử rồi kìa. Ông cũng đâu quen anh bà đâu. Xin lỗi bà, tại bà nói đó. Trời ơi, kìa, cháu luôn kìa. Thấy con gà đó không? Lúa đó luôn. Mới tay kìa. Mới tay. Mới cháy với ai á. Còn cái đó tôi lỡ cái đó che nó liền là chết nè. Trời ơi. Nó chưa dù gì chia thắt cũng là dù gì mua cho. Em cũng chưa mua cho anh gì. Thì thôi. Ủa anh em đâu có nhờ. Nếu mà em có dắt mẹ đi shopping thì có nha. Thì mỗi tháng cho anh không có đúng không? Nếu mà mua cho anh đi chơi cái cũng vậy à. Em có tháng là tôi góp lên ổng đó mẹ.
còn hãnh diện có mua gót cho trai còn trả lời. Bà hãnh diện ơi, bà hãnh diện dễ sợ cái đó. Số gì? Nó thắp tôi gót đó mẹ ơi. Gì má? Tôi đứng ra tôi gót không đi đóng đẹp. Nè, hỏi nói sao? Hỏi là má tôi nói sao? Trời ơi. Tự nhiên cái gì? Năm đi anh. Tiền đây cho tiền đây. 480. Sao không, 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 chồng em la. Đâu có mẹ chồng em nữa, đừng có nói vậy. Thôi, anh chỉ là anh chồng thôi. Ủa, muốn, trời ơi, muốn quặng em vợ luôn, muốn quặng em luôn. Gì? Em dâu. Em dâu. À, em dâu không? Em dâu. Nhắn tin đi, nè, vợ nhắn đi. Nhưng mà cái bên này nhắn đi. Trời ơi, chơi bờ lưu, bờ hơ, đồ quá trời. Còn cái này của ai? Cái nào? Cô chưa có tính tiền. Sao? Không ai khùng chứ má, tự nhiên chồng mình mà đi ăn nằm với con khác rồi kêu không cãi sao được. Bà nói chuyện như trong cuốn Ngọc Nữ Tâm Kinh vậy đó. Bây giờ trong lòng với cô quá mà liệm với nhau, lộn mà lên là liệm công với nhau vậy đó. Chị nghĩ chị đẻ không được chồng chị mới kiếm em. Chị nghĩ vậy đi. Nó nghe là tại tôi mới nói tôi nói thiệt với bà, tôi tính đẻ rồi mà ông không cho. Tự nhiên hai chồng ú á này kia nọ xong cái tôi thử que thai lên 72 gạch. Ông nói thai của là tại thiên không ông nhận. Tới giờ tôi nghĩ đẻ tôi về vòng tôi đặt vòng với bà nội. Mà người ta đặt vòng rồi bác sĩ cho tôi là phải đặt vòng chữa U. Đó. Đặt sao cho cái dòng đấy ra không được, mắc kẹt cái chồng luôn rồi, đẻ ngay hết được rồi. Bởi vì em chưa đẻ hoài, tôi đâu có đẻ được, phải đi kiếm bà đó. Xin lỗi mà, đồ thì bỏ ra bằng chất ngon mà. Đúng không, bà lưu? Bà lưu cười hoài, bà lưu. Bà lưu gặp, bà lưu nhắn tin cười hoài, biết chưa? Nghĩ vậy là hay vậy đó. Nhắn tin đi. Đúng không? Khỏi đăng status chữ má, ở đây chắc sợ bà, bà đang chữ bà liền á. Bà đăng đi, tôi đăng liền luôn á. Xin lỗi bà. Đừng có đồng bộ mà đăng cái tôi chữ tôi không có đâu. Ai chút cái nào nè. Facebook tôi đâu có bạn bè gì đâu mà đăng chữa bà. Rồi chắc tôi không thấy bà theo dõi bà lâu. Ôi, chụp hình chung nữa, trời hay dữ người ta. Thấy quả gà không bạn. Rồi ba đứa đó được không? Mình chụp mình chụp với bà Facebook hay người đó đẹp nha. Bà đăng nghe nè, cô Bona gì quê. Chụp quả gà hai cò ba người ha, đưa máy lên vậy nè, đưa mặt vô cái đít dịch cái máy qua con này chết rồi nè ha, đeo xuống cái đây nè chết, giờ mới vui vậy nha. Wow. Em em ơi, em ở giữa em ngồi em nói nên tiếng công bằng cho Yumi đi, nãy giờ anh thấy bánh bèo ăn hiếp quá. Em vợ em vậy đó, nói em nó cũng nhỏ nhỏ mình đặt mắc cỡ chị. Chị không phải có mình em nha. À, dạ. Hôm nay nữa nè còn đứa nữa. Mà nghĩ sao vậy mà nói đi, mẹ đâu bước ra, mẹ đâu, mẹ đâu, mẹ đâu bước ra đây, giật chồng nó có không? Không, bé này chả chơi qua đường nè. Mày là Thiên Lý phải không? Mày Thiên Lý phải không? Giật chồng người khác phải không? Không. Nói giỡn nó găng cái gì chi rồi vui vẻ nè bà. Gắt. 783 chồng số đoạn đó luôn hả? Gắt ở đây chơi nha. Em làm. Ok rồi đây. Em làm xong chưa? Đây đây cúp máy đi, tôi đập điện thoại bỏ mấy cúp máy, tôi đập gọi cho tôi gọi lại cho bà. Tôi đập mấy con 12 bỏ mấy cúp tôi gọi lại cho bà nha. Nó đập điện thoại kìa. Nó đập tiếp mẹ mày luôn á. Nó nói kìa má, con này nè, nó nói nè. Nó gọi nó nè, nó bà nội mới dán chống trộm queo nhìn muốn đuôi vậy á. Nó nói mày ra đập tiếp mẹ em. Đập nha, đập gọi nè. Không không không, mua đi giả mặt liền. Bà ra không? Bà ra nó hỏi bà ra không? À, nhìn giống cái đó, đó, cái, nhìn giống con nhỏ mà có cái rất mà nó lại kia mà nó bắt chửi cho nó biết không? Bị xinh đẹp, bị xinh đẹp. Dễ thương lắm. Nhỏ lại kia chửi chửi không? Hồi đó hay cho kèm em đó. Nhỏ đó không, nhưng mà nó dễ thương lắm. Nó là thiệt tình á. Đúng rồi, chỉ là không phải. Hồi đang ở dưới nè. Sao đâu có đeo cho kem tôi hoài à bà. Kem Kimi gì đúng không? Kem Kimi nè. Kem Kimi. Ở đó cho kem hoài khi quảng cáo bánh thăm nước da của đen mà hơn mình đi gắt nữa. Cho kem em mới nói sao đúng không? Thì xúc đi rồi. Chụp hình quảng cáo giùm em. Mà em nói thiệt là thật sự nè, cái này dùng cái này dùng mi nói thiệt nha. Con bé này dễ thương lắm. Đây nè, gửi địa chỉ em cho kem nó thôi, tốn kem nó xài được. Đăng tấm hình cho em thánh thần thôi mà tôi có chấm đâu. Mà cho kem tôi xúc dụng.
dưỡng chấm hết sức hoài không có chấm tội nghiệp nè. Thật sự nha, em mộ lắm, mấy em nói thiệt cho nên em nói luôn, ai mà cho đồ em á, em cảm thấy người ta tốn kém này em không có nhận, thật sự nè. Em thề với anh luôn á, sinh nhật nào có mấy ghi đồ như nè, chị do chị mang về xe máy, em nói là thôi tụi mời chị có chịu gửi tới tài khoản của anh cho người ta liền hết tiền không có nè, gửi tiền hết trơn giúp con rồi nè, đánh không có đánh tôm kèm nè, nói rồi bé gì anh bắn nói gửi tiền bảy mươi hai ngàn ông nội, bảy mấy triệu cha tôi tưởng là 72 triệu cái đeo còn vui hai hai mẹ con nói là cãi lộn chuẩn tầm nay cái mẹ nhắn nữa không giặt mẹ đi giặt nhớ gửi tiền nó phụ nha. Chỉ cho cái cục cái mẹ làm bụng mẹ kiểu như mẹ làm bụng chị nói mẹ đấy nè thấy mẹ bệnh còn bụng được cái đó là mẹ con có làm gửi tiền phụ nguồn bệnh cũng được hả khỏi cười á cái gì mà nói sao sắp có cháu hả gặp điện thoại tôi mới tin thôi sắp có cháu tao mừng không ai tin chưa có mẹ chồng tôi không tin nè bông cứ đúng không tin nè vì má nó không có cháu con có cháu chứ phải là má không có nói cháu bà tin cái tưởng mà nói đâu chứ mẹ chồng tôi là không có cháu bà đậu xe đi mình ơi bà đậu xe đi đậu đại đi đậu ngoài đường đi công an bắt lên phường chuột ra biết điều thì nước chảy hai chiều nha không biết điều thì chị cầm nước khỏi tắm đó nước chảy hai chiều cái điều tập cũng